công ty nhà đất Huyền Trang Thái. Xin chào anh chị, em là Thu Nhiên. Thì hiện tại là em đang ở ấp Bình Thọ Trung của xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị một miếng đất nha. Thì đất của mình nó có tổng diện tích là 975m2. Thì trong đó mặt tiền bề ngang là khoảng 20m và chiều sâu vô trung bình là khoảng 48m nha anh chị. Và chủ kêu giá hết đất luôn là 1.350.000.000. Giá cả thì anh chị mình sẽ thương lượng trực tiếp với chủ đất luôn ha. Và đất của mình là sẽ nằm ở bên kênh nha. Còn bây giờ thì em sẽ giới thiệu cho anh chị về cái vị trí và con đường đi vô đất trước, sau đó thì em sẽ dẫn anh chị đi vô xem đất nha. Đây là cái con đường lọt nhựa. Đường này thì tầm khoảng 3m nha anh chị. Và xe ô tô 4 chỗ, 7 chỗ nè, hay là 16 chỗ, 30 chỗ, hoặc là xe tải là anh chị có thể đi thoải mái luôn ha. Và là đường thông luôn nha. Cái hướng ở phía trước ở đây nè anh chị, mình đi cái hướng này là anh chị mình sẽ ra ngoài cầu Bình Phan nè. Mình sẽ ra trường học, ủy ban hay là chợ của xã Bình Phan nha. Từ vị trí đất mình mà anh chị đi tới chợ hay là trường học, mình đi có tầm khoảng 700m thôi. Rất là gần luôn ha. Còn cái hướng ngược lại là mình sẽ đi ra ngay chỗ bờ kè của sông Chợ Gạo nha anh chị. Đó. Đây, em sẽ dẫn anh chị mình vô xem đất ha. Và đất của mình ở đây sẽ gần thị trấn Chợ Gạo nha. Từ đây anh chị lại thị trấn Chợ Gạo là có tầm khoảng 2.5 cây đến 3 cây số thôi. Rồi thì, và bên đây là cái miếng đất mà hôm nay em muốn giới thiệu cho anh chị nè ha. Đất mình thì sẽ nằm ở bên kênh và hiện tại thì chủ đã có bắt sẵn một cây cầu để đi qua bên đất rồi. Nhưng mà cầu này thì em nghĩ là hiện tại chắc là xe máy vô á. Thì sau này về nếu mà anh chị nào mà mình có xe ô tô á, mình muốn bắt cây cầu để xe ô tô qua thì vẫn bắt được nha. Tại vì trước khi đi quay là em cũng có hỏi với anh chủ là nếu như mà anh chị khách mà mua thì sau này về có ô tô á, mình muốn xây cầu ô tô để mà đi qua đất. Cầu 3m thì có được hay không? Thì anh chủ đất nói là được, mình muốn bắt cầu mấy mét cũng được ha. Hiện tại thì cầu này là khoảng 2m, 2m2 nha anh chị. Nhưng mà em thấy thì nó hơi yếu, xe ô tô chắc là mình sẽ không có vô được á. Nhưng mà xe máy thì mình vô được ha. Đây, có bác sẵn cây cầu luôn. Phía trước thì có một con kênh thoát nước nha anh chị. Đây, chủ cũng có làm một cái cổng rào luôn rồi nè. Rồi thì đây là miếng đất của mình nè. Và đất của mình thì xung quanh đã có hàng rào ranh giới hết rồi nha anh chị. Có hàng rào lưới B40 rồi, có trụ ranh giới rồi luôn. Thì tổng diện tích ở trong sổ là 975m2. Thì trong đó mặt tiền bề ngang là khoảng 20m. Thì 20m là mình sẽ được tính từ cái mí hàng rào ranh giới ở bên đây ha. Đó, mình sẽ đo dài qua tới cái mí hàng rào ranh giới ở bên đây. Đây anh chị xem mấy cây trụ cọc này là hàng rào ranh giới nè. Đó, là bề ngang là khoảng 20. Và chiều sâu vô hết đất luôn là khoảng 48m. Thì đất của mình hiện tại chỉ là đất lúa nước thôi. Nhưng mà ở đây là sẽ chuyển mục đích sử dụng được nha anh chị. Mình có thể chuyển lên đất cây lâu năm được nha. Và chủ kêu giá hết đất luôn là 1.350.000.000. Về phần giấy tờ thì thuế của ai nấy đóng nha. Và cái giá này là sẽ còn thương lượng nha anh chị. Cho nên là khi mà anh chị mình đi xem á, mình sẽ, tụi em sẽ cho anh chị gặp trực tiếp với chủ luôn. Thì giá cả anh chị mình sẽ thương lượng và thỏa thuận trực tiếp với chủ luôn cho nó dễ nha. Đây, hàng rào ranh giới nè ha. Đất này của mình thì hiện tại chỉ có vài cây xoài thôi à, chứ lại mấy bụi chuối thôi. Đất thì cũng cao ráo ha anh chị. Hàng rào ranh giới thì có sẵn hết rồi, cho nên là anh chị mình sẽ yên tâm hơn ha. Sổ hồng thì có đầy đủ luôn, nhưng mà hiện tại thì là đất lúa nước thôi. Thổ cư mình sẽ chuyển mục đích sử dụng lên cây lâu năm là được luôn nha. Và sau này muốn lên thổ cư là vẫn được ha. Đây, mấy cây xoài thôi à. Đó, hàng rào ranh giới rồi nè. Để em sẽ đi dài dài xuống phía cuối đất cho anh chị xem. Cái này thì chủ đã dọn cỏ đồ rồi nè. Nó cho nên anh chị thấy nè. Thì nếu mà cái miếng này nè, sau này về anh chị mình có cất nhà thì em nghĩ là cái phần nền nhà anh chị có thể đổ đất cho nó cao lên, xong rồi mình cất nhà. Còn xung quanh thì để mình trồng trọt nè, hay là anh chị có thể muốn đào ao nuôi cá thì mình để mình không còn phải đổ nền cái phần đó đâu ha. Đất của mình á nha anh chị, thì cái chiều dài ở một bên là nó sẽ vuông dứt luôn, là mé bên đây nó sẽ vuông dứt tới cuối đất luôn. Đây là cái trụ hàng rào cây ranh giới cuối đất của mình nè. Đó là sẽ vuông dứt luôn. Còn riêng cái phần bên đây thì nó sẽ bị khuyết một phần nha anh chị. Anh chị xem nè, tới ngay chỗ cây này nè, nó sẽ bị khuyết vô một phần. Rồi nó xuống tới đây cái nó nở ra bên đó ha. Trên đất của mình thì không có màu mã gì hết, nhưng mà ở xung quanh hàng xóm thì sẽ có nha. Một lát nữa em sẽ mở định vị lên để cho anh chị xem ha. Đây, để em sẽ đi xuống đây ha. Nè, đất của mình thì được mấy cây xoài thôi. Về thì anh chị mình thích thì mình có thể để mình ăn, còn không thì anh chị có thể đốn bỏ để anh chị trồng những cái loại cây khác mà anh chị thích vô.
Đây anh chị xem, đó là bên của hàng xóm thôi, chứ đất của mình thì hoàn toàn là không có ha. À, trong đất thì ở cuối là em thấy cũng được 2-3 cây dừa nữa nè. Đó. À, với lại ở cuối đất thì cũng có sẵn một cái ao nhỏ nhỏ nè anh chị. Thì ao này nếu mà anh chị mình thích thì mình cứ dọn dẹp lại rồi mình sử dụng tiếp, còn không thì anh chị mình cứ lấp đất lại là bình thường ha. Đây hàng rào ranh giới nè, anh chị xem. Đó, đây là trụ hàng rào ranh giới này ha, chủ đã làm sẵn hết luôn rồi nha. Đó, anh chị xem nè ha. Rồi để em sẽ mở định vị lên ha. Rồi, thì trước tiên á nha là đất của mình á thì sẽ nằm ở hướng bắc nha anh chị. Đây em đang đứng ở cuối đất của mình để quay lên cho anh chị xem nè. Đó, hàng rào ranh giới bên đây nè ha, hàng rào ranh giới ở bên đây luôn, ranh giới hàng rào đều có rõ ràng hết rồi, chủ cũng đã làm sẵn hàng rào hết luôn rồi ha. Đây anh chị xem nè, thì cái nút màu xanh xanh là vị trí mà em đang đứng ở đất của mình nè ha. Đây cái đường màu xanh xanh này, đường này là đường quốc lộ 50 nè. Thì từ vị trí đất của mình nha mà anh chị đi ra tới đường quốc lộ 50 này thì giỏi lắm là tầm khoảng một cây rưỡi số thôi à. Đó, mình xét bên thị trấn Chợ Gạo luôn nè. Rồi để em coi thử coi ở đây mà anh chị đi ra tới ngay chỗ quốc lộ 50 đó là khoảng bao xa ha. Đường là đường xe ô tô nha anh chị. À mình đi có 1,7 cây số là anh chị mình ra tới quốc lộ 50 rồi, ngay chỗ mà cầu Bình Phan nè ha. Cái ở đây là cầu Bình Phan nha anh chị, là quốc lộ 50 á, 1,7 cây số thôi. Đó, rồi mình đi vô một xíu nữa là sẽ tới thị trấn Chợ Gạo rồi nè. Còn từ vị trí của mình ở đây á, anh chị đi lại tới ủy ban, chợ, trường học của xã Bình Phan á thì trung bình là 550 m hả anh chị ơi, rất là gần luôn. Đây anh chị xem nè, mình đi tới ủy ban của xã Bình Phan nè, 550 m. Đây, xét bên đây là có chợ Bình Phan nè, lên đây là có trường tiểu học Bình Phan nè ha. Đó, dân cư ở đây thì rất là đông luôn. Nè, anh chị xem. Đó, từ đất mình đi khoảng 500 đến 700m nè, là trường mẫu giáo Bình Phan nè ha. Rồi qua bên đây là có tiệm tạp hóa nè, có ủy ban nè, có trạm y tế, có chợ Bình Phan, rồi trường tiểu học đồ luôn nè. Đó anh chị xem rất là gần luôn ha, mình đi là đầy đủ. Anh chị đi có 3 phút thôi là sẽ tới nha. Thì ở đây á, là em thấy xung quanh cũng khá là nhiều chợ luôn. Thứ nhất là chợ Bình Phan là sẽ gần mình nhất nè, cách mình là khoảng 500 đến 700m thôi. Và tiếp nữa là em thấy là gần đây thì cũng có chợ của An Thạnh Thủy nữa. Đây anh chị xem nè, đây là chợ Bình Phan, đây là chợ An Thạnh Thủy. Qua bên đây á, là trung tâm thị trấn Chợ Gạo là cũng có chợ của thị trấn luôn nè. Đó, anh chị đi chợ gần cũng được, mà hay là anh chị muốn đi vô trong trung tâm của thị trấn để anh chị đi chợ lớn hơn là cũng được luôn. Trung bình mà anh chị đi cũng tầm khoảng 3 đến 5 phút thôi. Để em xem thử từ đây mà anh chị đi vô tới thị trấn Chợ Gạo đi ha. Đây, từ đây anh chị đi tới thị trấn Chợ Gạo là có tầm khoảng 2,7 cây số thôi. Mình đi là khoảng 6 phút nè anh chị. Đó là mình sẽ vô tới thị trấn Chợ Gạo. Thì ở thị trấn này anh chị xem có đầy đủ hết luôn. Từ trường học nè ha, cấp 1, cấp 2, cấp 3 nè, chợ của thị trấn Chợ Gạo nè ha. Rồi phòng công chứng, ủy ban, công an hay là trung tâm y tế nè, nhà văn hóa, rồi siêu thị điện máy xanh, bách hóa xanh là đầy đủ hết ha. Anh chị đi có 2,7 cây số thôi, 6 phút là tới nha. Rồi thì để em sẽ mở thử chữ trường học. Trường học đi ha, coi xung quanh đây thì mình đi làm sao. Thì từ vị trí đất mình nè, xung quanh nè anh chị xem, sát bên mình là có trường mẫu giáo Bình Phan nè, bên đây là trường tiểu học Bình Phan, ở đây là của An Thạnh Thủy. Rồi vô thị trấn Chợ Gạo thì sẽ nhiều hơn ha. Nó thị trấn là có mẫu giáo nè, mầm non, cấp 1, cấp 2, cấp 3 đồ nè ha, đầy đủ hết luôn. Vậy là trung bình từ đất của mình á, trung bình mà anh chị mình đi tầm khoảng 5 phút là anh chị sẽ tới chợ, trường học, ủy ban của xã Bình Phan hết luôn nha. Còn từ vị trí đất của mình ở đây á, mà mình đi về tới thành phố Mỹ Tho thì trung bình anh chị mình đi á, là khoảng 19 cây số thôi. Anh chị đi là khoảng nửa tiếng là mình sẽ về thành phố Mỹ Tho rồi ha.
Còn từ vị trí đất của mình ở đây á, mà mình đi về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh á, thì anh chị đi là khoảng 65 cây số thôi nha. Đây, mình đi khoảng 1 tiếng 45 phút là mình về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh rồi ha. Ở đây thì cũng có khá là nhiều đường đi luôn. Thì khi nào mà anh chị muốn đi xem á, anh chị có thể liên hệ cho bên công ty nhà đất Quyền Trang, để tụi em sẽ nhờ anh tài xế chỉ đường, cái đường gần nhất để cho anh chị mình tiện hơn ha. Rồi thì em xin nhắc lại nha, đất mình á là nằm ở xã Bình Phan của huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Đất á thì sẽ nằm bên mặt tiền kênh bên đây nha anh chị. Có tổng diện tích là 975m2. Trong đó mặt tiền bề ngang là khoảng 20 và chiều sâu vô là khoảng 48. Đất lúa nước và chủ kêu giá hết đất luôn là 1 tỷ 350 triệu. Giá cả là anh chị mình sẽ đi xem đất và tụi em sẽ hẹn chủ ra cho anh chị gặp trực tiếp với chủ để thỏa thuận về giá cả luôn ha. Giá này thì chủ sẽ còn bớt nha anh chị. Hiện tại mục đích sử dụng đất là đất lúa nước, nhưng mà vị trí ở đây là sẽ lên đất cây lâu năm được nha. Rồi thì em cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em ha. Nếu mà anh chị có quan tâm thì mình có thể liên hệ trực tiếp cho bên công ty nhà đất Quyền Trang Thái để tụi em dẫn anh chị đi xem đất và tụi em sẽ tư vấn rõ hơn cho anh chị về giấy tờ pháp lý của miếng đất này ha. Rồi em cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em nha.